Bé Úc Chi Pi xin kính chào các em. Mến chào các em. Ngày hôm nay chị xin được giới thiệu với các em video mới của chị, gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chị sẽ giới thiệu về bộ đồ chơi mới của chị 150.000. Các em nào có muốn mua thì nhớ liên hệ với chị. Chỉ có một bộ này duy nhất là 150.000 ha. Tiếp theo phần thứ hai là chị sẽ cho các bạn, để chị coi, bạn Bùi Ánh Nguyệt đó, kiểm tra đơn hàng của mình, cũng như là bạn Nguyễn Thị Trúc Giang ở Đồng Nai sẽ kiểm tra lại đơn hàng của mình nha các em. Và chị có một tin vui dành cho các em như thế này. Tức là ngày trước á, là chị hay nói là từ 150.000 trở lên thì chị mới ship hàng cho các em. Nhưng mà do đó là có nhiều bạn lắm, có rất là nhiều bạn yêu cầu chị á, là thôi ship ít thôi cũng được. Vậy thì chị sẽ hạ xuống luôn, đao thật là thấp luôn. Chỉ có 50.000 thôi là chị cũng sẽ ship hàng cho các em. Mặc dù là chị thấy như vậy cũng hơi tội nghiệp mấy em lắm á. Tại vì 50.000 tiền hàng cộng thêm tiền ship nữa đó, thì nó cũng hơi cao cho mấy em, đúng không? Nhưng mà nếu như các em thích thì chị sẽ ship cho các em. Vì có nhiều em nói là các em không mua được nhiều, nhưng mà hãy mua nhiều quá thì mấy em lại không có đủ tiền. Cho nên là kỳ này chị sẽ 50.000 thôi, chị cũng sẽ ship hàng cho các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên của video ngày hôm nay. Đó là phần giới thiệu đồ chơi shop của chị ngày hôm nay mới về. 150.000 đồng một hộp đồ chơi rất là to nha các em. To ơi là to luôn á. Nè, một bàn tay của chị, hai bàn tay của chị. Bên đây là hai bàn tay rưỡi luôn đó mấy em. Chị sẽ khui thử ra cho các em xem nha. Các bạn nếu yêu thích kênh Bé Úc Chibi thì nhớ bấm like, share, bình luận ủng hộ cho chị nha. Và nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Úc Chibi để được là người đầu tiên xem những video mới nhất của chị ha, để cập nhật những cái món đồ chơi và cũng như là giá cả của đồ chơi đó mấy em. Băng keo dán rất là chặt nha. Bây giờ chị mở ra cho các em xem, xong chị sẽ đóng lại, lấy băng keo chị dán lại để bạn nào mua về á thì sẽ không có bị gì hết nha. Đó, nhưng các bạn ở xa thì cũng cần phải xem hàng trước khi mua đúng không? Thì chị xin được giới thiệu cho các em thật là kỹ. Có hai phần ha, phần phía dưới là phần nhà nè. Đó. Đẹp không? Rất là đẹp đúng không các em? Đó. 150.000 đồng. Đó. Nó có hai cái nhà, nó có cái khớp nè mấy em. Đó, trời ơi đẹp quá. Mình sẽ lắp nó lại như thế này. Đó, bên đây nó có một cái móc, có một cái móc khóa. Và nè, có cái phần khớp ở dưới đáy này nha mấy em. Đó, đó mình cho nó hai cái miếng này nó khớp vô nhau ha. Và cái móc này mình quạt lại ha, là đã được ngôi nhà rồi nè. Mấy em thích không? Ngôi nhà rất là đẹp đúng không nào? Wow, 150.000 đó em. Ngôi nhà cho búp bê. Đây là cái hiên nè, hiên ban công nè. Đó, để búp bê có thể nằm trong phòng, giờ ra ngoài ngắm cảnh. Ở trong nhà này mấy em tưởng tượng đây như là cái phần cửa kiến của ngôi nhà như vậy á. Giờ ra ngoài khung cảnh thật là xanh tươi mát với cây cỏ, đúng không? Phía trước nhà thì có hai cái đèn nữa nè mấy em. Đó, có hai cái đèn. Có cái cửa mở ra, mở ra. Đó, đây là cái phần cửa sổ của ngôi nhà nha. Rồi phía đằng sau nhà. Wow, đằng sau cũng được mà đằng trước cũng được mấy em nha. Mình có thể đổi cảnh cho ngôi nhà đúng không? Đó, mình có thể đổi cảnh cho ngôi nhà. Đây, cái nhà này á thì là như thế này. Đó, qua ngày hôm sau búp bê quay lại như vậy thì mình đã có giống như là mình có một cái ngôi nhà mới vậy đó. Đó, đây cũng có cái cửa. Cửa có thể mở được. Ở bên đây thì là một căn nhà kín đáo hơn. Bên đây là với không gian rộng mở nha mấy em. Còn bên đây á thì là kín đáo hơn nè. Xung quanh là trồng nhiều cây cối. Có phía trước nè, có cái hàng nè, trồng nhiều hoa và cây cối. Và hả, có cái khung cửa tròn nữa. Xinh ơi là xinh luôn á nha. Giống như là công chúa dòm ra ngoài ngắm nè. Ngắm chim bay nè, bướm bay nè mấy em. Đó, chim nè, bướm nè, hoa nè.
là có cả cái cây này là cây ăn trái, cây cổ thụ bo che bóng mát rất là to. Và ở đây thì có một cái cửa nữa ra ban công nè. Ban công giống như mấy em có coi phim Romeo và Juliet chưa? Có bạn nào coi rồi thì nhớ comment cho chị biết nha. Juliet đứng ở trên ban công nè, nhìn xuống phía dưới là Romeo đứng và hai người nhìn nhau rất là tình tứ. Đó là câu chuyện tình rất là dễ thương mà ai cũng biết được. Đó là câu chuyện tình của Romeo và Juliet cũng đứng trên ban công như thế này mấy em. Hai bên là cái cửa sổ. À, phía trên nóc nhà còn có cái chỗ để mà thông gió nè, cho nó mát. Đó, rất là mát. Có cái ống khói nha mấy em. Nhà nào cũng có độ chỗ nấu ăn hết thì phải có cái ống khói để khói nó bay lên trời không có bị dơ nhà nha. Đó, còn nếu như mình không thích thì mình có thể mở nó ra, để chị mở nó ra. Đó, mở nó ra như thế này. Đó, bên trong nè, làm rất là chắc chắn nha các em. Có ốc vít. Đó. Đó, mình có thể làm như thế này thì chúng ta sẽ được hai ngôi nhà luôn. Đó, các em thấy không? Hai ngôi nhà giống như là hai ngôi nhà kế bên. Đó, nhà nào cũng có bậc thềm màu xanh hết nha. Mình có được hai ngôi nhà. Rồi, bây giờ chị sẽ mở tiếp cái phần ở phía trên nha. Để chị cất cái này vô. 150.000 đồng. Rẻ quá hả mấy em? Đồ chơi này mà mua ở ngoài là mắc lắm á. Chị là chị bán rẻ cho các em để các em có thể vui chơi. Đó. Đây. 150.000 thì chúng ta gồm có thêm những cái đồ chơi này nữa nè. Đó, một cái tủ. Đó, một cái tủ cho búp bê. Các em thấy không? Đó. Rồi. Wow, đẹp quá. Một cái bàn trang điểm hình trái tim nè mấy em ơi. Đó. Không có hộp kéo thiệt nha, chỉ giả bộ để vô vậy thôi nè. Đó. Đẹp quá. Đó. Thích ơi là thích luôn á. Xong rồi ở trong gia đình này á thì các em dòm coi có cái gì nè. Đây là cái gì đây mấy em? Giống như một cây ghế, đúng không? Nó là một cây ghế. Và đây, đây cũng là một cái tủ. Đó, một cái tủ luôn nha mấy em. Mấy em dòm đi, tủ màu hồng luôn á, rất là đẹp. Ở phía dưới là tủ lớn, để phía trên là cái tủ nhỏ giống như tủ quần áo hay là tủ đồ vậy đó, tủ sách vậy đó mấy em. Đó. Thích ơi là thích. Rồi để chị xem coi, anh chàng này là ba đây chắc. Trong nhà thì phải đóng vai là ba đúng không? Ba ơi, ra đây đi cho mọi người ngắm một chút xíu. Trời ơi, ơi khó mở quá. Khó mở quá. Cổ lên. Không có gì là không làm được. Cái tay, tập thể dục. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đây là người đàn ông của gia đình. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. À, mặc bộ ruột, áo màu xanh nè. Đây là cái chân nha. Chân thì có thể đứng được. Đó, chỉ có cái tay thôi nha. Nói chung là chơi tập thể dục. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À, soi trong gương coi. Soi trong gương coi mình có đẹp trai không. Ủa sao mình nhìn trong gương mình lại thành một cô gái. Rồi, tại vì á, đây là cái hình vẽ nè. Hình vẽ của cô gái nha, chứ không phải gương thiệt. Nói chung là mình chơi gương thiệt nó cũng dễ bị vỡ á, cho nên là phải dán giấy. Đó. Tiếp theo thì đây là mẹ. Mẹ ơi, mẹ mặc đồ tím đẹp quá mẹ ơi. Đây. Mẹ mặc bộ váy màu tím. Đó, thấy chưa? Váy màu tím, tóc màu vàng. Mẹ cũng tập thể dục. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mẹ mang đôi dép màu hồng nữa nè. Đó, còn ba thì mặc cái quần màu vàng. Đó, cả gia đình này mà đứng tập thể dục chắc là vui lắm đó nhỉ. Để coi em bé coi. Đây, mình là em bé đây. Cả nhà mình đều ra sân đứng tập thể dục. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chúc các em thật là vui khi xem video này nha. Đó. Có 150.000 à, rẻ ghê. Còn có cả một chú chó con nữa nè.
Dạ. Mình là chó con giữ nhà, mình sẽ ngồi phía trước. Trái banh đâu rồi? Trái banh đâu rồi? Chào các bạn nha. Các bạn có thích chó con không? Hi, đó. Đó, các em thấy không? Thấy không? Bộ đồ chơi này rất là đẹp đúng không? Đó, chúng ta có một cái căn. Để chị cất vô. Đó, ở trong cái căn nhà này nè ha. Thì chúng ta có thể cho búp bê đi vườn nhà, hoặc là cho búp bê đứng ở ngoài sân tập thể dục. Đó, có tủ, có kệ rồi rất là đẹp. Để chị lấy ra chị chơi thử nha. Đó, cái nhà búp bê như thế này đúng không? Xong rồi thì hả, mấy người này nè ra ngoài sân đứng. Đó, ra ngoài sân đứng tập thể dục 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Để tủ, để bàn đồ lên nữa. Rất là đẹp ha các em. Chị thích bộ đồ chơi này quá à. Không biết có ai thích bộ đồ chơi này giống chị không? Có bạn nào có bộ đồ chơi này rồi thì nhớ comment cho chị biết nha. Bộ đồ chơi này chơi vui như thế nào? Có em nào chơi rồi thì nhớ cho chị biết với nha. Thì chị thấy nó rất là đẹp. Màu sắc nè các em thấy không? Màu sắc nhựa đó rất là đẹp. Đó, để chị cất vô. Khui ra rồi thì chị sẽ cất vô lại y như vậy. Bạn nào mua thì chị sẽ ship về cho bạn đó nha. Nguyên si luôn, không bị hư hao gì hết. Chỉ là chị giới thiệu cho các em xem các em có ưng ý hay không, chứ để trong hộp thì các em đâu có biết được đâu đúng không nè. Đó, rồi, coi như là 150.000 phần giới thiệu bộ đồ chơi này của chị. Bộ đồ chơi gia đình tập thể dục. Gia đình tập thể dục trước nhà, gia đình tập thể dục với căn nhà màu xinh xắn. Đó. Và bây giờ thì đây, chị gắn vô. Chị mê nói chuyện với tụi em quá. Chị mê nói chuyện quá. Đó. Rồi, ok. Để băng keo dán lại nữa là ok, rất là đẹp. Tiếp theo là phần thứ hai của video. À, hồi nãy chị nói làm cái gì ta? Chị sẽ giới thiệu đơn hàng của bạn Bùi Ánh Nguyệt ở Bến Cát cho bạn ấy kiểm tra nha. Bùi Ánh Nguyệt ơi, em xem nè, em đã sắm tủ chưa và em đã chuẩn bị đồ treo móc chưa? Đây, đây là 3 bịch móc. 3 bịch móc mà em đã chọn này nha. Đây, đây là 3 bịch móc. Mỗi một bịch là 3.000, 3 bịch là 9.000 nha Nguyệt Ánh. Bùi Ánh Nguyệt chứ. Tiếp theo, đây là bịch cái hộp mail, hộp Hello Kitty 41.000 đồng để dùng để mà mình sâu chuỗi hạt đó Nguyệt Ánh. Đây, đây là cái hộp mà chị đang tính gửi về cho em. Gồm có những cái hộp nút tròn nè, chấm bi. Rồi có thỏ nè, có trái tim nè, có cái con bọ cánh cứng nè. Rồi có nhiều cái hộp tròn sắc màu ha. Và có cái hình trụ nữa. Và có con bọ cánh cứng này nữa. Và có con gấu, con bướm và bông hoa. Em thấy có đẹp không? Và dĩ nhiên không thể thiếu, đó là chùm dây nha. Chùm dây này em dùng để xỏ hết những cái này vô, đeo trang trí rất là đẹp nha. Đó, em hãy chuẩn bị để đón tiếp hai cái bạn này về nhà của em nha. Chắc khoảng thứ hai tuần sau thì sẽ tới đó nha Bùi Ánh Nguyệt. Đó, tổng cộng là cái này là xin lỗi, cái này không phải là đơn hàng của bạn Bùi Ánh Nguyệt, mà đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Trúc Giang ở Đồng Nai. Trúc Giang ơi, chị xin lỗi hồi nãy chị đọc nhầm tên nha. Bạn Bùi Ánh Nguyệt là đặt búp bê. Đó, bây giờ là chị xin lỗi nha, đừng giận chị nha. Thì Nguyễn Thị Trúc Giang nè, là bạn đặt 3 bịch móc là 9.000, một hộp meo meo Hello Kitty để sâu chuỗi hạt rất là đẹp 41.000 là 50.000 đồng. Tiền ship của bạn ấy nữa là khoảng 95.000 đồng. Đó, các em thấy không? Rồi, Trúc Giang ơi, em nhớ list ok, ngày mai chị sẽ chuyển hàng cho em nhé. Rồi, tiếp theo là đơn hàng của bạn Bùi Ánh Nguyệt. Bây giờ mới là đơn hàng của bạn Bùi Ánh Nguyệt. Bạn ấy đặt hai con búp bê mắt to. Đây, để chị tháo bịch ra cho em xem nhé.
Đây, mắt to. Mắt to nè em, miệng thì chúm chím ha. Tóc màu vàng và màu hồng, giống như em nói. Cái áo thì có cái bông hoa ở chính giữa. Đó, bộ váy này rất là đẹp. Em ấy chọn đồ rất là đẹp. Đó, trên tay xách một cái bóp hình ngôi sao băng. Đó, và cái nón để đi kèm với bộ đồ này. Bùi Ánh Nguyệt ơi, bạn hãy chuẩn bị giường ngủ nha. Khoảng 4 ngày nữa mình sẽ về nhà với bạn đó. Bạn nhớ thương yêu mình nha. Mình rất là thương yêu bạn đó. Mình có bộ đồ rất là đẹp đây nè bạn ơi. Bạn có thích không? Đôi mắt của mình thật là to và chúm chím đây nè. Áo của mình thì có rất là nhiều kim sa lấp lánh. Đó, Bùi Ánh Nguyệt ơi, chị lấy cho em á là hai con búp bê y nhau luôn nha. Đây, hai bạn búp bê y nhau luôn. Cùng có vương miện, cùng có nón, nhưng mà chỉ khác nhau là cái giỏ thôi. Đó, chỉ khác nhau là cái giỏ sách. Chỉ khác nhau cái giỏ sách nè. Giỏ này á là hình ngôi sao băng, giỏ này là hình trái tim. Đó, còn lại là hai bạn này đúng là cặp song sinh bí ẩn. Để chị tháo ra cho mấy em thấy. Đây đúng là một cặp song sinh bí ẩn luôn nha. Đó, chị em sinh đôi đó. Cùng màu tóc, cùng màu váy. Nhưng mà để phân biệt thì chúng ta sẽ phân biệt bằng cái giỏ sách. Đó, cũng là tóc màu vàng và màu hồng rất là dài, rất là thướt tha nha. Đó, nếu như chị để như thế này thì các em có nhận biết được ai là búp bê gỡ ra trước và ai là búp bê gỡ ra sau không? Hai chị em mình giống nhau y chang luôn đó. Chỉ khác nhau hai cái giỏ sách thôi nè. Bùi Ánh Nguyệt ơi, chúc bạn thật là vui. Cũng như là bạn Nguyễn Thị Trúc Giang ơi, chúc bạn thật là vui và chuẩn bị đón đồ chơi mới của chị nha. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Các em nhớ bấm like cũng như là đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi để là người đầu tiên xem những video mới nhất của chị nha. Ngày nào chị cũng có video mới về đồ chơi cho các em xem hết đó. Chào tạm biệt các em.